số 1, The Ken. Thế giới của chúng ta đã thay đổi đến chóng mặt chỉ trong vài thập kỷ vừa qua. Cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng ta đã chứng kiến một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp của các thiết bị di động. Giờ đây, chúng ta có thể làm mọi việc, mọi lúc, mọi nơi. Nhưng vấn đề là làm thế nào để nâng cao hiệu suất của công việc. Xin giới thiệu thiết bị chuột quét hình ảnh không dây đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm của chúng tôi nhỏ gọn và có thể mang đi bất cứ đâu, cho phép người dùng cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Chuột quét hình ảnh không dây Zken là giải pháp tối ưu để giúp bạn làm việc ở bất kỳ đâu. Chỉ cần nhấp chuột là mọi hình ảnh bạn quét sẽ hiển thị ngay lập tức trên màn hình máy tính. Hãy làm việc thông minh và hiệu quả hơn với sự hỗ trợ của thiết bị quét hình ảnh không dây. Bạn chỉ cần di chuyển Zken một cách nhẹ nhàng để ghi lại bảng biểu, văn bản và hình ảnh mà bạn muốn. Bạn thậm chí còn có thể chỉnh sửa trực tiếp ngay trên tài liệu mà bạn vừa tạo bằng Zken. Bạn có thể lập kế hoạch du lịch với thiết bị này bằng cách di chuyển Zken trên cuốn sách và tạp chí du lịch. Bạn có thể tạo nên một hành trình du lịch tuyệt vời trong nháy mắt. Hay khi đi tìm hình ảnh thú vị và muốn chia sẻ với bạn bè, chỉ cần di chuyển Zken trên vùng hình ảnh bạn muốn và chia sẻ ngay trên mạng xã hội của riêng bạn. Bạn cũng có thể trở thành nhà thám hiểm với Zken vì thiết bị này sẽ giúp cho bạn dịch ngôn ngữ nước ngoài và giờ đây bạn có thể tha hồ khám phá những kiến thức mới lạ. Số 2. Bàn phím thế hệ mới. Tôi muốn có một bàn phím máy tính thật sự vượt trội, nhưng không có bàn phím nào trên thị trường làm tôi hài lòng. Tôi nhận ra rằng mong muốn của tôi khó có thể trở thành sự thực. Rồi sau đó chúng tôi đã tạo ra một bàn phím máy tính tuyệt vời nhất có thể. Loại bàn phím máy tính này nằm ngoài sự mong đợi của mọi người, nhưng mọi người sẽ yêu thích sản phẩm này. Việc thiết kế bàn phím máy tính là một công việc kỳ lạ, nó sẽ khiến bạn thực sự say mê. Hầu hết, mọi người đều phải đánh máy hơn 8 tiếng mỗi ngày trên bàn phím nhựa phẳng thô cứng. Bàn phím máy tính hiện nay không quá khác biệt so với bàn phím máy tính mà ông bà ta dùng 100 năm trước đây. Bạn xứng đáng được sử dụng một công nghệ tiên tiến hơn thế. Không giống như những nhạc công, chỉ cần lấy một chiếc đàn guitar thay đổi vỏ đàn là ta có một sản phẩm hoàn toàn mới. Điều này khiến tôi suy ngẫm về công việc của mình và sản phẩm của chúng tôi. Tôi đã tìm đọc rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng bàn phím máy tính càng có bố cục tốt bao nhiêu thì người dùng càng làm việc hiệu quả bấy nhiêu. Mọi thiết kế bàn phím máy tính trong vòng 20 năm vừa qua đều là thiết kế bàn phím phẳng. Gạt bỏ ý tưởng truyền thống này, chúng tôi tạo ra một mẫu bàn phím độc đáo. Sản phẩm này là hoàn toàn khác biệt. Một khi đã làm quen được với sản phẩm này, bạn sẽ thấy nó rất hữu ích. Sản phẩm của chúng tôi là công cụ hỗ trợ tuyệt vời trong công việc. Bàn phím máy tính này giúp cho bạn làm được mọi thứ, tất nhiên là trừ những công việc không cần dùng đến bàn phím. Tôi thích cảm giác dễ chịu khi lướt ngón tay trên bàn phím, các phím bấm hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chúng tôi đang nỗ lực tạo ra bàn phím khiến bạn say mê trong nhiều năm. Vỏ bàn phím tuyệt đẹp được làm bằng gỗ sồi, chúng tôi chế tạo những phím bấm để giúp bạn dễ dàng đặt ngón tay vào đúng vị trí. Sản phẩm này có thể phát ra ánh sáng được là nhờ những bóng đèn LED bên dưới mỗi phím bấm. Bạn có thể thay đổi và cài đặt ánh sáng tùy theo sở thích của riêng bạn. Hình dáng cánh bướm của sản phẩm hoàn toàn là điều tình cờ, nhưng chúng tôi rất hài lòng với nó. Hình dáng này khiến cho người dùng cảm thấy ấm áp và thân thiện. Khi tôi mang bàn phím này đến nơi đông người, mọi người đều trầm trồ và hỏi tôi có thể chạm vào nó không? Tất nhiên rồi, nó là bàn phím máy tính, nó sinh ra để được bạn chạm vào. Số 3. Remix Mini. Cách chúng ta suy nghĩ phản ánh thế giới nơi chúng ta đang sống. Tư tưởng luôn thay đổi theo từng thời đại. Trong vài thập kỷ vừa qua, một cuộc cách mạng tư tưởng đã diễn ra. Chúng ta chuyển từ việc ưu tiên số lượng sang chất lượng. Trong ngành công nghệ rộng lớn, chúng tôi sẽ đổi mới bước phát triển mang tính cách mạng tiếp theo trong ngành công nghiệp máy tính cá nhân. Sản phẩm mới này của chúng tôi minh chứng cho việc ít hơn về lượng, có nghĩa là nhiều hơn về chất. Ít hơn về chi phí, nhiều hơn về giá trị. Đơn giản hơn về thiết kế, đa dạng hơn về chức năng. Ít lãng phí hơn, bền lâu hơn. Ít chờ đợi hơn, làm việc nhiều hơn. Cần đến ít năng lượng hơn, hoạt động nhiều hơn. Ít cửa sổ hơn, nhiều chức năng hơn. Xin giới thiệu Android PC Remix Mini, một sản phẩm cô đọng hơn về lượng, phong phú hơn về chất. Sweet Boy GT.
loại chuột hoạt động như màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng trên điện thoại và máy tính bảng rất hữu ích, nhưng khi bạn phải làm việc trên máy tính, màn hình cảm ứng không hoàn toàn phát huy hết tác dụng. Vậy nên chúng tôi đã phát triển sản phẩm Sweep Boy GT bằng công nghệ cảm ứng và thiết bị mang tính đột phá. Thiết bị này có cả hai bên chuột và có khả năng cảm ứng siêu nhạy bén. Sweep Boy GT là sản phẩm chuột máy tính đầu tiên giúp cho bạn thực hiện các thao tác gõ và miết mà không phải chạm vào màn hình. Sweep Boy GT hoạt động trên Windows 7 và gần đây nó đã được cải tiến để hoạt động hiệu quả trên Windows 8 và 10. Bạn có thể sử dụng Sweep Boy GT như chuột thông thường trên bàn làm việc. Nhưng không giống như những loại chuột khác, Sweep Boy GT được thiết kế để hoạt động trên vùng vỏ laptop ngay bên cạnh bàn chạm. Dù bạn đang ở trên máy bay, trên tàu hay ở trong phòng khách, bạn luôn có thể sử dụng Sweep Boy GT với 100% hiệu suất. GT có tới 2 chế độ sử dụng dành cho người dùng. Chế độ thứ nhất là chế độ trỏ và nhấp giống như loại chuột thông thường. Chế độ thứ hai là chế độ cảm ứng. Để khởi động chế độ này, nghiêng nhẹ chuột sang một bên, Windows 8 và 10 sẽ nhận biết Sweep Boy GT giống như là sự chuyển động của ngón tay. Khi sử dụng các ứng dụng trên Windows 8 và 10, người dùng phải trượt ngón tay sang bên cạnh. Đây thực sự là thảm họa khi bạn phải dùng đến bánh xe cuộn khi sử dụng các ứng dụng này. Với sự trợ giúp của GT, bạn có thể trượt và gõ màn hình thoải mái, cũng như là di chuyển từ trái sang phải một cách nhẹ nhàng. Trình duyệt mạng mới nhất có rất nhiều tính năng, nhưng những tính năng này chỉ dành cho chế độ cảm ứng. Với GT, bạn có thể gõ quay trở lại trang mạng trước đó, hay lướt qua các trang mạng, hay quay trở lại đầu trang một cách nhẹ nhàng. Trong bản dùng thử của Windows 10, các ứng dụng được mở trong những cửa sổ nhỏ hơn, bạn có thể tận dụng sức mạnh của GT để mở và di chuyển giữa các ứng dụng một cách dễ dàng. Windows 8 và 10 phát huy tác dụng và thực sự mang lại những trải nghiệm tuyệt vời. Phiên bản của Word và Excel cũng được cảm ứng hóa, vậy nên với GT, bạn có thể lướt đến ngay phần tài liệu mà bạn cần. Trong phần mềm Excel, bạn có thể di chuyển ngay lập tức tới cột mà bạn cần xem hay là chỉnh sửa. Không một loại chuột nào có thể hoạt động nhanh chóng và nhẹ nhàng đến vậy khi phải xử lý tài liệu. GT sẽ nâng hiệu quả làm việc của bạn lên một tầm cao mới. GT cũng hỗ trợ trong việc sử dụng các tính năng cảm ứng khác như là phóng to hình ảnh và thay đổi ứng dụng. GT mang lại độ chính xác và hiệu quả nhiều hơn 30-40% so với bàn chạm. Bạn có thể kết nối GT với máy tính thông qua Bluetooth hay sử dụng cổng nhận USB, đồng thời cũng là bộ sạc chuột. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.